thân mến, nếu như bạn luôn muốn tìm một chiếc âm ly karaoke đứng đầu trong thiết kế, độ bền, âm sắc và đặc biệt là nhận được sự yêu mến, tin tưởng của người dùng trên thị trường Việt Nam trong thời gian vừa qua, thì không thể bỏ qua những chiếc âm ly đến từ thương hiệu Jaguar nổi tiếng. Và ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau so sánh chi tiết hai chiếc âm ly của Jaguar, đó là model 506 Limited Edition và PA 506 Gold Bluetooth. Đâu sẽ là lựa chọn mà các bạn đang tìm kiếm? Mời các bạn hãy theo dõi video để có câu trả lời. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Các bạn có thể like và nhấn đăng ký tham gia để theo dõi các sản phẩm uy tín và chất lượng nhất. Âm ly Jaguar Soyoung là thương hiệu thuộc công ty Soyoung Electronics Hàn Quốc. Với gần 30 năm kinh nghiệm, Jaguar Soyoung luôn đón đầu phong cách, xu hướng, mang đến những âm thanh đỉnh cao và không ngừng tạo ra sự khác biệt tối ưu, giúp cho người tiêu dùng Việt có được một dòng âm ly chất lượng cao. Nếu bạn muốn mua âm ly của thương hiệu Jaguar với mức giá cực kỳ tốt, chất lượng cao cũng như nhiều ưu đãi đi kèm thì hãy tới với Bảo Châu Elec. Hiện Bảo Châu Elec phân phối chính hãng các sản phẩm Jaguar trên toàn quốc. Đầu tiên là thiết kế bên ngoài của âm ly Jaguar 506 Limited Edition và Jaguar PA 506 Gold Bluetooth cũng gần giống nhau. Vẫn giữ thiết kế quen thuộc của thương hiệu âm ly Jaguar thường thấy, các nút điều chỉnh phân bố rõ ràng và nổi bật, kết hợp hài hòa trên nền đen, mang lại vẻ đẹp tổng thể hài hòa, truyền thống mà vẫn sang trọng. Tuy có nhiều điểm giống nhau ở thiết kế, nhưng hai sản phẩm này vẫn có điểm khác biệt nhau. Nếu như âm ly Jaguar 506 Limited có một dãy đèn LED báo 4 kênh, thì Jaguar PA 506 Gold Bluetooth chỉ còn 4 đèn LED cho 4 kênh. Nếu như Jaguar 506 Limited để tên sản phẩm ở bên dưới dãy đèn LED báo các kênh, thì Jaguar PA 506 Gold Bluetooth để tên sản phẩm ngay dưới logo của thương hiệu cùng thêm dòng chữ và ký hiệu Bluetooth. Còn mặt sau vẫn là các cổng audio input và các dây nguồn nhưng được thiết kế sắp đặt chỗ khác nhau. Mặt sau của Jaguar PA 506 Gold Bluetooth còn có một anten của Bluetooth. Âm ly Jaguar 506 Limited là phiên bản đặc biệt và được sản xuất với số lượng có hạn, mang đến cho người dùng sự trải nghiệm âm thanh karaoke tuyệt vời nhất. Sản phẩm được lắp ráp từ linh kiện cao cấp nhất đến từ châu Âu, cùng với công nghệ sản xuất âm thanh tiên tiến, hiện đại nhất của hãng Jaguar Soyoung, đó là Echo Pro, giúp mang lại những âm sắc rõ ràng, mượt mà, sử dụng rất phù hợp cho dàn karaoke cũng như nghe nhạc. Mức công suất 520W trên 4 kênh giúp âm ly Jaguar 506 Limited Edition có thể kéo tới 2 đôi loa bass 20cm hoặc 1 đôi loa bass 25cm căng đầy cho chất âm thanh tuyệt vời và là sự lựa chọn tuyệt vời cho phòng dưới 25m². Âm ly Jaguar 506 Limited đang được bán với giá khá là phù hợp là 8.690.000 đồng. Có một điều đặc biệt là âm ly Jaguar 506 Limited Edition sẽ được bảo hành chính hãng tới 5 năm. Nếu bị lỗi do nhà sản xuất sẽ thay mới phần main, vỉ mà không phải sửa chữa. Đây là minh chứng cụ thể cho dòng sản phẩm chất lượng thế hệ mới, phiên bản giới hạn với những tính năng đặc sắc mới của hãng Jaguar Soyoung. Còn Jaguar PA 506 Gold Bluetooth là sản phẩm âm thanh cao cấp mới được ra mắt thị trường gần đây, nhưng nó lại nhanh chóng chiếm được niềm tin của người dùng nhờ mang những điểm nổi bật về khả năng hoạt động, âm thanh thoát ra được đánh giá vô cùng hoàn hảo. Đặc biệt với công nghệ Bluetooth được đưa vào PA 506 Gold giúp bạn dễ dàng kết nối và trải nghiệm những bản nhạc hay được lưu sẵn trên TV, smartphone, máy tính bảng hay laptop. Với công suất là 1200W trên 4 kênh thì âm ly 506 Gold Bluetooth có thể kéo 2 đôi loa bass 25cm cho chất âm thanh tuyệt vời và là sự lựa chọn tuyệt vời cho phòng từ 25m² đến 30m². Ngoài ra âm ly được tích hợp bộ lọc bên trong cao cấp hỗ trợ giảm bớt tạp âm, các chức năng cân chỉnh LO, MID, HI trong âm ly tạo ra nền nhạc chân thực, sống động, mạnh mẽ. Không chỉ ở chất lượng, mẫu mã mà Jaguar PA 506 Gold Bluetooth còn mạnh ở giá thành, khi chi phí cho chiếc âm ly này chỉ tầm khoảng gần 10 triệu đồng. Như vậy, về thiết kế bên ngoài cùng thông số kỹ thuật, các bạn đã nhận ra sự khác biệt của hai sản phẩm này rồi. Còn bây giờ chúng tôi sẽ hát thử bộ dàn có sự góp mặt của hai sản phẩm này để các bạn có thể cảm nhận và đánh giá nhé. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ tôi sẽ thử âm ly 506 Limited bằng một bản nhạc sàn. Bây giờ tôi sẽ thử sang âm ly 506 Gold Bluetooth.
với Jaguar 506 Limited Edition và Jaguar PA 506 Gold Bluetooth thì đều là những sản phẩm đáng mua nhất trên thị trường trong từng phân khúc hiện nay. Và mọi người thích Jaguar 506 Limited mang chất âm ngọt ngào trong trẻo hay Jaguar PA 506 Gold Bluetooth mạnh mẽ, tích hợp Bluetooth thông minh? Mời các bạn cùng comment và chia sẻ dưới video. Còn nếu các bạn muốn mua sản phẩm chính hãng, hãy đến với các showroom của Bảo Châu Elec trên toàn quốc hoặc gọi điện tới hotline 1900 0255 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Các bạn nhớ nhấn like và đăng ký kênh YouTube của Bảo Châu Elec để theo dõi các sản phẩm khác. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!